Ngay khi nhận được tin báo cháy, công an thành phố đã điều động 2 xe chữa cháy của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Nam Từ Liêm cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy. Rất may khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến nơi, người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy và rất may không có thiệt hại về người, chỉ gây hư hỏng một chiếc máy giặt cũ. Nhận định sơ bộ tại hiện trường vụ cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết nhiều khả năng vụ cháy xuất phát từ một máy giặt cũ để ngoài ban công. Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 9 tầng nổi và 1 tầng mái, diện tích xây dựng 364 m². Nhà được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền cũng là lối thoát hiểm, ba mặt giáp nhà dân. Tầng 1 của ngôi nhà là khu vực để xe. Từ tầng 2 đến tầng 9 mỗi tầng có 7 đến 8 căn hộ, tổng cộng có 58 phòng với 154 người sinh sống. Chủ đầu tư sau khi xây dựng đã bán hết cho người dân. Ngôi nhà đã trang bị hệ thống chữa cháy trong nhà, kết nối với bể mái và bình chữa cháy xách tay.